Đức Thánh Cha nói cần tái lập sự thông truyền trong buổi đọc kinh truyền tin. Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật tại quảng trường Thánh Vero đã nhắc về sự thông truyền lời Chúa qua bài tin mừng kể lại Chúa Giêsu chữa lành cho một người cầm điếc. Một biến cố lạ lùng chứng tỏ cách thức Chúa Giêsu tái lập sự thông truyền trọn vẹn giữa con người với Thiên Chúa và với người khác. Phép lạ này diễn ra ngay trong khung cảnh của vùng thập tỉnh, nghĩa là ngay trong vùng đất của dân ngoại. Vì thế, người cầm điếc ấy được dẫn đến trước Chúa Giêsu là biểu tượng của những người chưa có đức tin, đang thực hiện một hành trình tiến về đức tin. Đức Thánh Cha cho biết, chứng điếc của anh là việc thiếu khả năng lắng nghe và không hiểu những lời con người, kể cả lời Chúa. Và Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng đức tin có được nhờ nghe lời giảng. Vì vậy, Đức Thánh Cha tiếp tục, điều trước hết mà Chúa Giêsu làm là đưa người ấy ra khỏi đám đông. Chúa không muốn công khai cử chỉ Ngài sắp thực hiện và cũng chẳng muốn lời của Ngài bị lấn át vì những tiếng ồn ào huyên náo, chuyện trò của khung cảnh chung quanh. Lời mà Chúa Kitô thông truyền cho chúng ta cần sự thinh lặng để chúng ta có thể lắng nghe được. Đó là lời chữa lành, hòa giải, tái lập sự cảm thông. Tiếp theo, Đức Thánh Cha đã nói về hai cử chỉ của Chúa Giêsu. Đức Giêsu đã chạm đến tai và lưỡi của người bị khóa chặt để tái lập sự truyền thông. Ngài khẩn cầu phép lạ từ trên trời cao, từ Chúa Cha bằng việc ngước mắt lên trời và truyền, hãy mở ra, và tai người điếc mở ra, dây ràng buộc lưỡi của anh cũng được tháo cởi, và anh bắt đầu nói được. Đức Thánh Cha cho biết, bài học mà chúng ta rút ra từ giai thoại này là Thiên Chúa không khép kín, nhưng cởi mở và thông truyền với nhân loại. Trong lòng thương xót vô biên của Ngài, Ngài vượt lên trên vực thẳm của sự khác biệt vô biên giữa Ngài và chúng ta, và Ngài đến gặp chúng ta. Để thực hiện sự thông truyền ấy với con người, Thiên Chúa đã làm người. Thiên Chúa nói với chúng ta không chỉ qua lời luật và ngôn sứ, mà Ngài còn hiện diện nơi người. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu là cầu nối vĩ đại, kiến tạo nơi mình chiếc cầu lớn của tình hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Bên cạnh đó, bài tin mừng này cũng nói về chúng ta. Nhiều khi chúng ta co cụm và khép kín vào mình, và chúng ta tạo ra bao nhiêu hòn đảo lạ lùng và đầy chướng khí. Thậm chí, mối liên hệ căn bản giữa con người đôi khi cũng tạo ra những thực tại không có khả năng cởi mở đối với nhau. Vợ chồng khép kín với nhau, gia đình, các nhóm giáo xứ và cả đất nước cũng khép kín. Và điều này không phải là của Thiên Chúa, nó là của chúng ta, đó là tội lỗi của chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nơi cội rễ của đời sống Kitô của chúng ta, trong phép rửa tội, có cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu, Ephata, hãy mở ra, và phép lạ được thực hiện. Chúng ta được chữa lành khỏi bệnh điếc của ích kỷ và bệnh câm của sự khép kín và tội lỗi, và chúng ta được tháp nhập vào đại gia đình của giáo hội. Chúng ta có thể lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta và thông truyền lời Chúa cho những người chưa bao giờ được nghe, hoặc cho những người đã quên lãng hay chôn vùi lời ấy dưới những gai góc của lo âu và lừa đảo của thế gian. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria là người phụ nữ biết lắng nghe và vui mừng làm chứng. Xin mẹ nâng đỡ chúng ta trong quyết tâm tuyên xưng niềm tin của chúng ta và thông truyền những kỳ công của Chúa cho những người chúng ta bắt gặp trên đường đời. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giáo xứ và tu viện hãy mở cửa đón người tị nạn. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mỗi giáo xứ, mỗi tu viện, đan viện, đền thánh ở Âu Châu hãy tiếp nhận các gia đình tị nạn. Ngài đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua trước các tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Vero. Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hãy có những cử chỉ cụ thể mang đến niềm hy vọng như trong tin mừng trước thảm kịch của hàng chục ngàn người tị nạn chạy trốn khỏi cái chết trước các cuộc xung đột, nạn đói và đang trên cuộc hành trình tìm kiếm niềm hy vọng. Tin mừng mời gọi chúng ta hãy cưu mang những người nhỏ bé nhất và bị bỏ rơi. Đức Francisco đã nhắn nhủ cách đặc biệt đến các vị giám mục châu Âu hãy trợ giúp cho công việc này. Và Ngài cho biết rằng, trong những ngày tới, hai giáo xứ tại Vatican sẽ được dùng để tiếp nhận những gia đình đến xin tị nạn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến phép lạ Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị cầm điếc, người bị khóa chặt, để giúp anh đi vào mối thông truyền với người khác và với Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha cho biết, câu chuyện này nói với chúng ta rằng chúng ta cũng đừng khóa chặt lại chính mình và kêu gọi các gia đình, các cặp vợ chồng, các tu viện cùng các giáo xứ đừng đóng cửa nhưng phải mở ra cho đại gia đình giáo hội. Chúng ta phải lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta và chúng ta truyền thông lời của Người đến những người chưa biết Chúa hoặc những người đã lãng quên tiếng nói của Chúa. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ giữa các giám mục Venezuela và Colombia hiện đang nhóm họp để bàn về tình hình quan trọng giữa hai nước sau cuộc khủng hoảng kinh tế do việc Venezuela đóng cửa biên giới. Viện Bảo tàng Vatican giới thiệu chuyến tham quan bằng xe lửa từ thành phố Vatican đến vườn Castel Gandolfo. Vatican Radio đưa tin, Viện Bảo tàng của thành phố Vatican đang mở và cung cấp loại tour du lịch độc đáo, đưa khách du lịch hành hương từ ga xe lửa thành phố Vatican đến vườn Castel Gandolfo của Đức Giáo Hoàng. Với tên gọi là Ngày Trải nghiệm ở Vatican, tour du lịch đặc biệt này sẽ được cung cấp duy nhất vào các ngày thứ Bảy mỗi tuần. Chuyến hành hương bao gồm một chuyến viếng thăm đến các viện bảo tàng Vatican và những vườn Vatican xinh đẹp. Những du khách sử dụng tour du lịch đặc biệt sẽ được ưu tiên tham quan viện bảo tàng Vatican và bao gồm chuyến viếng thăm nhà nguyện Sistine. Sau đó, khách du lịch sẽ có thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vườn Vatican trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ. Tiếp tục cuộc hành trình là cuộc di chuyển ngắn đến trạm xe lửa thành phố Vatican. Ở đây, du khách sẽ khởi hành đi Albano Laziale, cách Rome khoảng 25 km. Kế tiếp, mọi người sẽ được xe bus trung chuyển đến Castel Gandolfo, nhà nghỉ của Đức Giáo Hoàng. Vào cuối ngày của chuyến tham quan, du khách sẽ được đưa trở lại trạm tàu lửa San Pietro tại Rome, trạm này nằm gần Vatican. Bắt đầu từ năm ngoái, các tour du lịch đến vườn Castel Gandolfo đã được cung cấp song song với chuyến viếng thăm đến Viện Bảo tàng Vatican. Vườn Castel Gandolfo của Đức Giáo Hoàng có truyền thống phục vụ như là nơi cư trú mùa hè, nghỉ hè của các Đức Giáo Hoàng. Tuy vậy, Đức Giáo Hoàng Francisco lại chọn kỳ nghỉ hè của Ngài ở tại Rome. Lịch trình cho tour du lịch Ngày Trải nghiệm ở Vatican với tàu lửa lần đầu tiên được cung cấp với mục đích chở khách trải nghiệm tham quan bằng xe lửa của Vatican. Du khách sẽ được hướng dẫn toàn bộ chuyến đi bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Ý, Anh và Tây Ban Nha. Chỉ với khoảng 40 euro, khách hành hương có thể dễ dàng sở hữu một chuyến tham quan độc đáo. Ngoài ra, để biết thêm thông tin, du khách có thể tìm thấy trên trang web của Viện Bảo tàng Vatican.